danh sách kiểm tra. Việc kiểm tra là một trải nghiệm học tập cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn so sánh lượng kiến thức bạn học được khi dành 1 giờ để học và 1 giờ để làm bài kiểm tra, bạn sẽ ghi nhớ và học được nhiều hơn khi bạn làm bài kiểm tra. Hầu như mọi thứ chúng ta nói đến trong khóa học này đều được thiết kế để giúp quá trình kiểm tra trở nên đơn giản hơn. Vì vậy, bây giờ là lúc để chuyển sang một trong những công cụ cuối cùng của khóa học này. Một danh sách kiểm tra mà bạn có thể sử dụng để xem liệu việc chuẩn bị làm bài kiểm tra của bạn có đạt mục tiêu hay không. Danh sách kiểm tra này được phát triển bởi nhà giáo dục huyền thoại Richard Fowler. Câu trả lời cho câu hỏi tôi nên chuẩn bị cho bài kiểm tra như thế nào nằm trong danh sách này. Bạn có nghiêm túc nỗ lực đọc hiểu văn bản? Bạn có làm việc với bạn cùng lớp về bài tập về nhà hay ít nhất là kiểm tra cách giải của bạn với người khác không? Bạn có cố gắng tìm ra cách giải cho bài tập về nhà trước khi làm việc với các bạn cùng lớp không? Bạn có tham gia tích cực vào các buổi thảo luận nhóm không? Bạn có tham khảo ý kiến của người hướng dẫn hoặc trợ giảng khi bạn gặp khó khăn ở vấn đề nào đó không? Bạn có hiểu tất cả các cách giải không? Bạn có yêu cầu lớp giải thích những cách giải mà bạn chưa hiểu rõ không? Nếu bạn có sách hướng dẫn ôn tập, bạn có đọc kỹ nó trước khi thi và tự thuyết phục bản thân rằng bạn có thể làm được mọi thứ trong đó không? Bạn đã cố gắng tìm ra nhiều cách giải bài toán một cách nhanh chóng mà không tốn thời gian vào tính toán chưa? Nếu có buổi ôn tập trước kỳ thi, bạn có tham dự và đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì bạn chưa chắc chắn không? Cuối cùng, bạn có ngủ đủ giấc trước ngày thi không? Nếu câu trả lời của bạn là không thì câu trả lời của bạn cho tất cả các câu hỏi trước đó có thể không quan trọng. Làm kiểm tra là việc nghiêm túc. Việc xem qua danh sách kiểm tra có thể cải thiện đáng kể cơ hội thành công của bạn. Câu trả lời cho câu hỏi tôi nên chuẩn bị cho bài kiểm tra như thế nào sẽ trở nên rõ ràng sau khi bạn điền vào danh sách kiểm tra trên.